Trước đây con đã quy y Tam Bảo tại một ngôi chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Hiện tại con đã chuyển sang tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy. Con có cần đến chùa quy y Tam Bảo lại hay không? Nếu như đó mà cái ngôi chùa Phật giáo phát triển mà quý vị quy y đó, đó là quý vị quy y đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì chúng ta không cần phải quy y lại nữa. Nhưng nếu như mà cái đối tượng mà quý vị mà quy y đó là một cái vị Phật khác, ví dụ như là Phật Di Đà, Phật Dược Sư, thì chúng ta phải quy y trở lại. Đó. Khi mà chúng ta quy y Phật, nương tựa Phật, thì đó là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, chứ không phải một vị Phật nào khác. Đấy. Khi chúng ta nương tựa Pháp thì chúng ta nương tựa vào chánh Pháp, chứ không phải chúng ta nương tựa vào tà Pháp. Khi chúng ta nương tựa Tăng là chúng ta nương tựa vào chư vị Thánh Tăng, chư vị Thánh Tăng, chứ không phải là một vị phàm Tăng, không phải là một vị Bồ Tát nào hết, mà chúng ta đang nương tựa vào chư vị Thánh Tăng, bao gồm những vị chứng đắc đạo quả Tu Đà Quờn, những vị chứng đắc đạo quả Tư Đà Hàm, những vị chứng đắc đạo quả A-na-hàm, những vị chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì đó mới là đối tượng Tăng Bảo để chúng ta nương nhờ. Đấy. Thì khi quý vị hiểu như vậy đó, thì sẽ xem xét lại coi là chúng ta hồi trước đó, chúng ta đã quy y Tam Bảo một cách đúng đắn hay chưa. Mà nếu chưa thì bây giờ chúng ta quy y trở lại. Mà cái sự quy y Tam Bảo đó, nó không đòi hỏi là phải có một cái cuộc lễ rình rang trong một cái ngày đặc biệt nào đó chúng ta mới làm lễ quy y được. Dù cho đó là một vị sa di 7 tuổi vẫn có thể cho quý vị quy y Tam Bảo như thường. Đó. Cho nên là không cần phải lo lắng và sẵn xin nói luôn. Nên tránh cái suy nghĩ là gặp gặp ông sư là phải tốn tiền, cái đó là tối kỵ, tối kỵ. Đó. Có nghĩa là gặp ông sư là phải có cái gì đó để cúng dường thì không có nên suy nghĩ như vậy, không nên suy nghĩ như vậy. Đến gặp một vị sư một cách thoải mái, quý vị cần cái gì thoải mái. Nếu như bản thân vị sư đó mà gặp quý vị đó với cái suy nghĩ là họ sẽ cúng dường cái gì đó cho mình, họ sẽ cho mình cái gì, mình sẽ được cái gì từ họ, thì đó không phải là một vị sư đúng nghĩa như là Đức Thế Tôn đã đề nghị.